Xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn đang xem video. Hôm nay em đi thu hoạch sắn, em quay cho cả nhà cùng xem. Chớ cái cây sắn này nó mới cao đến cổ em thôi, nó rất là thấp mà nó đã có củ rất là mập luôn ấy. Hôm nay em cho em nhổ những cái củ, những cái cây mà nó nhiều củ rồi ấy mà em không nghĩ ra quay video. Đây, cái cây nó bé xíu như này đó, và nó cao đúng rồi, chưa đến cái cây này, chỉ đến ngực em thôi, nó rất là thấp nhưng mà nó đã có củ trong đây rồi. Đây này, khi mà nhấp nhấp lên này, này đó, đây có củ ạ. Tí em sẽ quay đào củ nha, nhưng mà hình như cái cây này ít củ ạ. Ồ, nhấc lên là được ấy, rất là dễ đó. Được hai củ to như này luôn. À đây bị đứt mất một ít. Tại vì là em không phải là trồng đâu, mà là em chỉ cắm một cái đoạn ngắn ngắn như này này, để em giữ cái luống nghe, mỗi khi trời mưa nó không bị xối hết đất đi ấy. Và khi mà em cắm chết hẳn 45 độ như người ta trồng, người ta thường người ta sẽ đặt nằm ngang nó ra đến nhiều củ. Đây mình chỉ cắm có một xíu ấy, thì cái phần dưới này nó ra được một ít củ đây này. Nhưng mà hôm trước ấy, có một số cây thì nó cũng ra được khoảng độ 4-5 củ cơ, chứ không phải là chỉ có hai củ như này đâu. Đó, đất thì nó rất là xốp. Ai chả, cây này chắc hơn, khó hơn. Nhưng mà đây là rắn ạ. Đây là sắn cao sản, cho nên là cái cây của nó chỉ rất là thấp, thấp chưa đến ngực mình đâu. Có khi có cây đến thắt lưng thôi. Đấy, chỉ đến bụng mình thôi thì nó đã có củ nhá. Đây chỗ này xem nó có nhổ được. Đấy. Wow. Được hẳn 3 củ luôn. Củ rất là to cả nhà. Mê lắm luôn này. Trời ơi, đây là em không có ý định trồng đâu, mà em chỉ giữ luống thôi. Trời mưa nó xói hết từ trên đồi, cái nước nó chảy ào ào xuống và nó sẽ trôi hết đất ở đây. Cây này cũng rất là thấp mà nó có củ. Trời ơi, chỉ có một tay em nhổ, ôi nó đứt lại một củ rất là to luôn.